Báo Việt Nam Net đưa tin, tối ngày 3 tháng 11, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ 9 đối tượng liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến một người tử vong tại ngã tư Trần Hưng Đạo, Bà Triệu. Cụ thể vào đêm qua, chị N.H. N.H.Q. sinh năm 1997, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đang dừng chờ đèn đỏ ở ngã tư Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, thì có một nhóm quái xế với hàng chục xe phóng với tốc độ cao lao đến trong đó có một xe chở hai người đâm trực diện vào xe máy của chị NHQ, khiến chị Quy ngã văng xuống đường và tử vong tại chỗ. Đáng chú ý, sau khi gây tai nạn, các quái xế không dừng xe để cấp cứu người bị nạn, mà tiếp tục điều khiển xe phóng đi với tốc độ cao. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an quận Hoàn Kiếm đã điều tra truy xét. Kết quả đến chiều ngày 3 tháng 11, Công an đã bắt giữ nhóm 9 đối tượng có độ tuổi rất trẻ, từ 16 đến 17 tuổi, hầu hết đều là học sinh hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ việc Thông tin từ báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, ngày mùng 3 tháng 11, thông tin từ công an tỉnh Đắk Nông cho biết, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với công an các huyện, thành phố đã đồng loạt ra quân xử lý người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 4 trường hợp điều khiển xe mô tô vi phạm nồng độ cồn ở mức 3 là mức cao nhất, 6 trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức 2, một trường hợp vi phạm mức 1. Đáng chú ý, lực lượng cảnh sát giao thông còn xử phạt vi phạm nồng độ cồn đối với một trường hợp người điều khiển xe ô tô vi phạm ở mức hai là cán bộ đảng viên của một đơn vị đóng chân trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa và đã được lực lượng chức năng kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định. Ngoài ra, Cảnh sát Giao thông Đắk Nông đã kiểm tra, phát hiện chị VTTT, 30 tuổi, ngụ xã Đắk Hà, huyện Đắk Cờ Long, điều khiển xe mô tô vi phạm nồng độ cồn ở mức 1.008mg trên 1 lít khí thở. Khi làm việc với cảnh sát giao thông, chị Tây đã không còn kiểm soát hành vi. Người này liên tục khóc rồi lấy điện thoại ra quay phim ghi hình, gây dối trật tự và đòi điều khiển xe máy về nhà sau khi đã ký biên bản vi phạm. Mặc cho cán bộ giải thích theo quy định đối với vi phạm nồng độ cồn, bắt buộc phải tạm giữ phương tiện để bảo đảm tính mạng cho người vi phạm, chị Tây vẫn không chịu hiểu, cố tình gây dối. Chỉ đến khi có công an phường ra để hỗ trợ mời lên phường làm việc, lúc này chị Tây mới chịu hợp tác. Thông tin từ báo pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 11, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Ea Cao, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắc cho biết, đã chỉ đạo công an xã xác minh làm rõ clip nam thanh niên lao vào tấn công, cầm rượu, đòi chém nữ shipper. Trước đó trên mạng xã hội xuất hiện một số đoạn clip ghi lại cảnh thanh niên có hành vi thiếu chuẩn mực với một nữ shipper. Theo nội dung clip, khi nữ shipper đến giao hàng, một nam thanh niên ra nói chuyện. Sau vài câu nói qua lại, nam thanh niên lao vào tấn công nữ shipper. Bị tấn công, nữ shipper chỉ biết ôm mình chịu trận, không dám phản kháng. Tuy nhiên, nam thanh niên không dừng lại, còn chạy vào nhà, cầm rửa chạy ra dọa chém nữ shipper. Lúc này, một phụ nữ đã tới can ngăn, kéo nam thanh niên lại. Các bài đăng trên mạng xã hội cho rằng sự việc xảy ra trên địa bàn xã Ea Cao, thành phố Buôn Ma Thuột. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Ea Cao, ông đã xem clip và nắm nội dung sơ bộ vụ việc thông qua mạng xã hội. Tuy nhiên, công an xã chưa báo cáo, chưa khẳng định có phải vụ việc xảy ra trên địa bàn xã hay không. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Ea Cao nói, Tôi đã chỉ đạo anh em công an xác minh, nếu đúng xảy ra trên địa bàn xã thì phải xử lý nghiêm. Thông tin từ báo Người lao động, trong vụ án xảy ra tại công ty Sài Gòn Đại Ninh, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 6 người về tội nhận hối lộ, gồm Trần Đức Quận và Trần Văn Hiệp, cựu bí thư tỉnh ủy và cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Bốn người khác là cựu cán bộ của thanh tra chính phủ là Lê Quốc Khanh, cựu phó cục trưởng cục thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo khu vực 2, Hoàng Văn Xuân, cựu thanh tra viên chính, Nguyễn Nho Định, cựu thanh tra viên, Nguyễn Ngọc Anh, cựu thanh tra viên chính. Bị can Nguyễn Cao Chí, tổng giám đốc công ty Sài Gòn Đại Ninh bị đề nghị truy tố về tội đưa hối lộ. Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Cao Chí là chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp quận 1, phó chủ tịch hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh, sinh ra lớn lên tại Lâm Đồng. Do đó đại gia này có thông tin quan tâm về dự án Đại Ninh do công ty Sài Gòn Đại Ninh của bà Phan Thị Hoa làm chủ đầu tư. Khoảng tháng 11 năm 2019, thông qua ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khi đó, cho Nguyễn Cao Trí số điện thoại bà Hoa để liên hệ, đặt vấn đề mua một số căn biệt thự trong dự án này. Tuy nhiên, việc trao đổi này không có kết quả và Trí biết rõ thời điểm trên dự án chưa được triển khai gì. Đến khoảng tháng 9 năm 2020, sau khi liên hệ, đại gia Nguyễn Cao Trí biết chi tiết về dự án này, trong đó có việc dự án đã bị thanh tra chính phủ kiến nghị thu hồi, công ty Sài Gòn Đại Ninh đang làm kiến nghị thủ tướng chính phủ, thanh tra chính phủ cho gia hạn tiếp tục dự án và đang có nhiều nhà đầu tư muốn mua lại dự án này. Bà Hoa còn đưa cho Nguyễn Cao Trí bản kết luận thanh tra ngày 12 tháng 6 năm 2020 do ông Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ ký, trong đó có kiến nghị thu hồi dự án Đại Ninh. Do Nguyễn Cao Trí và ông Trần Văn Minh có mối quan hệ gần gũi, cùng học và bảo vệ tiến sĩ kinh tế với nhau, Trí đã gặp, điện thoại cho ông minh nhiều lần để trao đổi về việc muốn mua lại dự án đại ninh đồng thời nhờ phó tổng thanh tra chính phủ tìm cách thay đổi kết luận thanh tra cho công ty sài gòn đại ninh tiếp tục thực hiện dự án và được ông này đồng ý kết quả điều tra nêu thời điểm đó ông minh cho trí biết tôi ký kiến nghị thu hồi được thì sẽ tháo gỡ cho gia hạn phục hồi dự án Cùng với đó yêu cầu Trí phải làm theo hướng dẫn của ông Minh thì mới thực hiện được. Sau khi được ông Minh nhận lời giúp đỡ, không thu hồi dự án Đại Ninh, ngày 2 tháng 10 năm 2020, Trí và bà Hoa ký thỏa thuận đặt cọc về việc chuyển nhượng dự án Đại Ninh với giá 3.000 tỷ đồng. Ngoài ra, Trí tiếp tục nhờ ông Trần Văn Minh hướng dẫn thủ tục gia hạn, giãn tiến độ dự án nhằm tìm kiếm đối tác khác bán lại dự án, kiếm lợi nhuận. Để thực hiện thủ tục xin gia hạn, giãn tiến độ dự án, ông Trần Văn Minh hướng dẫn trí Chí phải chính danh đại diện pháp luật công ty Sài Gòn Đại Ninh gửi đơn đề nghị văn phòng chính phủ, thủ tướng, phó thủ tướng thường trực chính phủ kiến nghị xem xét cho gia hạn, giãn tiến độ dự án. Bên cạnh đó thay đổi đăng ký kinh doanh, đại diện pháp luật từ báo hoa sang cho trí. Hợp thức thủ tục chứng minh năng lực tài chính của công ty Sài Gòn Đại Ninh để tiếp tục thực hiện dự án. Theo hướng dẫn của ông Minh, Nguyễn Cao Chí hai lần gửi đơn đề nghị của công ty Sài Gòn Đại Ninh đến Văn phòng Chính phủ, cùng với đó đại gia Nguyễn Cao Chí liên hệ gặp Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và Trần Bích Ngọc, vụ trưởng vụ 1 Văn phòng Chính phủ để tác động nhờ lấy ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ chuyển đơn sang Thanh tra Chính phủ để ông Trần Văn Minh làm căn cứ thành lập tổ công tác để kiểm tra xác minh nội dung đơn kiến nghị ngoài ra bằng mối quan hệ của mình nguyễn cao trí còn liên hệ gửi đơn của công ty sài gòn đại ninh để tác động thay đổi đăng ký kinh doanh thay đổi người đại diện pháp luật từ bà phan thị hoa sang nguyễn cao trí Song song với đó, làm việc với tổ công tác thanh tra chính phủ và tỉnh Lâm Đồng để đạt được sự đồng thuận, kiến nghị sửa đổi kết luận thanh tra không thu hồi cho gia hạn giãn tiến độ dự án Sài Gòn Đại Ninh. Ngoài ra đẩy nhanh các thủ tục sau kết luận thanh tra nhằm chuyển nhượng lại dự án này cho công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển bất động sản Thiên Vương thuộc tập đoàn Novaland với giá trị 27.600 tỷ đồng, đã thu lợi số tiền 2.700 tỷ đồng. Trong quá trình xin các thủ tục này, Nguyễn Cao Trí đã liên hệ gặp, đưa tiền cho các cá nhân tại Thanh tra Chính phủ và tỉnh Lâm Đồng để giúp Trí không bị thu hồi và được gia hạn dự án trái quy định của pháp luật. Cụ thể, sau khi hướng dẫn các thủ tục gửi đơn kiến nghị của công ty Sài Gòn Đại Ninh, Trí đã gặp và đưa cho ông Trần Văn Minh hai lần, tổng số 10 tỷ đồng. Ngoài ra, bị can Trí gặp và đưa tiền cho Lê Quốc Khanh, Phó Cục trưởng Cục 2, Tổ trưởng Tổ công tác hai lần, tổng số tiền 900 triệu đồng. Nhớ Lê Quốc Khanh và Trần Thị Thanh Thủy, phó tổng giám đốc công ty Capella, đưa tiền cho thành viên tổ công tác là Hoàng Văn Xuân 150 triệu đồng, gặp và đưa tiền cho Nguyễn Ngọc Ánh, tránh thanh tra tỉnh Lâm Đồng, thành viên tổ công tác một lần 100 triệu đồng, gặp đưa tiền cho Trần Đức Quận, bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng năm lần, tổng số 2,1 tỷ đồng, gặp đưa tiền cho Trần Văn Hiệp, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng bảy lần, tổng số 4,2 tỷ đồng.